Nay buổi chiều một ngày tháng 4 2019, mình tuần trước mình vừa cắt cây bưởi này, cái bưởi cổ thụ nhá. Trên kia mình đã ghép rồi. Hôm nay mình tiến hành ghép tiếp những cái cành mà trước đây nó đã bật rồi, cái cành mầm nó còn, tiến hành ghép cải tạo cái cây bưởi cổ thụ này nhá. Đây cái đường kính này. Đường kính cây bưởi nhá. Đây các bạn nhìn này, đường kính này. Đấy. Một vế này mình là 20 này. Tay mình 20 phân nhá. 20 phân. Sợ chưa? Cây bưởi gốc khủng luôn. Đấy nha. Đó. Mình, cái cây bưởi này là bưởi ngọt. Bưởi đường chín sớm. Nó hay chín vào thả hồi tháng 8 rằm trung thu ấy. Thường hay rằm trung thu. Là nó chín là ăn được. Còn quá thời gian đấy là nó nát. Múi nó nát, mà trước thời gian đấy thì ăn nó he. Đây này, đây còn một số quả này. Đấy, cành này còn mấy quả này. Đó. Mấy quả đấy. Đó. Đây là mình tiến hành ghép một cái loại bưởi giống mới của mình. Kìa, cây này kìa. Đấy. Bưởi giống này chín ăn từ được tháng 10 âm lịch cho đến Tết. Múi to, quả to, múi to, tôm vàng, ráo nước, ngọt. Hiện tại tại cái cây này nó đang trên sân mình. Và đây nó đang cao khoảng 5 mét, chiều cao khoảng 5-6 mét gì đấy. Cái thang của mình là 3 mét rưỡi mà đến cái chỗ kia thôi. Đó. Đây mình sẽ lên mình tiến hành, trên kia mình có mấy cành mà mấy mắt ghép rồi, là mình đã ghép được rồi. Bây giờ mình tiếp tục ghép. Đây nha, mình chuẩn bị cái đầu nghề để ghép này. Thứ nhất là dây bóng này, dây bóng chuyên dụng của ghép cây này. Cái thứ hai là những cành ghép này. Mùa này bưởi nó đang ra quả cho nên là cái cành ghép mình nó không được đẹp lắm. Cái cành ghép mà đẹp thì cái mắt này này nó phải nhô lên thì nó mới là đẹp. Đó, đấy, mắt ghép của mình vừa ra vườn cắt xong. Đó, đây là kéo này, đây là dao ghép. Dao ghép phải sắc, nhất là lưỡi phải sắc. Cái thứ hai nữa, cái gáy, cái cán đuôi, cái chuôi, đuôi này nó phải dày để mình lấy tay mình tì lúc mình gọt, mình tì. Đó. Đây nha. Đây là mắt ghép mình ghép hôm Tết đây. Đúng hôm 27, 28 Tết thì Tết 2019 vừa rồi đó. Là thời tiết nó đẹp. Không rét, không mưa mà rất là ấm. Thế mình nhiều tiến hành ghép đây. Đấy. Cành mắt ghép nó lên này rồi. Thấy không? Đẹp không? Đấy, mắt ghép này. Đấy. Nó bật đấy. Đấy, cành. Đấy. Những cái cành này không phải cắt bỏ. Đó. Đây này. Đặc biệt đây cành ghép đây nhá. Đấy này này. Thấy không? Đây, mắt ghép này. Đó. Các bạn nhìn thấy không? Đó. Cái mắt ghép này. Đó, mắt ghép này. Đó. Đó. Cái cảnh đấy. Đấy, mình ghép hôm đúng hôm 28, 29 rồi Tết 2019 vừa rồi nhá. Đấy, rồi mình cắt này. Cắt là sao phải bôi keo nhá. Keo nó không thối gỗ, keo hai thành phần,
Đấy. Thì gần đây là vết ghép của mùa hè năm ngoái nhá. Mùa hè năm ngoái cái chỗ này là cái cành nó gãy. Cành gãy mình tiến hành ghép. Đấy, nó lên. Đẹp chưa? Đấy. Bây giờ mình tiến hành mấy cái cành này là cành của nó, mình tiến hành mình ghép nhá. Đấy. Ngực sáng lắm bố ạ. Ở nhà xuống ấy là ghép ra. Ở nhà xuống à? Ghép. Có mấy hộp? Cái gì đây? Sữa hả? Sữa gì đây? Vinamilk. Sao phải gói ông đấy? Alo. Dạ. Ai gọi chẳng được mà gọi em. Ôi giời ạ. Vâng. Nhà Giang ơi. Hả? Con đứng lên chứ. Con đứng lên con để cho nó cầm chứ. Cứng nhá. Anh Quý à, xem hộ em nhà chỗ nhà ơn huệ mạng cái thế nào nó lại mất rồi. Đó đèn đỏ. Vâng, thì sáng mai rồi cho em nhé. Mấy đứa đi qua. Nắng thế này có chết được không? Chịu được buổi tối mà. Ủa, rất chặt mọi người ạ. Giang ơi, tập trung vào tí đi. Ủa, rất chặt nhá, xong rồi mình quấn thêm một lớp nữa, quấn từ dưới quấn lên nhá, để che nhá. Cái nước mưa là nước xương. Quấn kín. Kín từ dưới quấn lên. Hay là sau lưng lúc nó bật là nó sẽ tự động nó rách cái ống kính này ra.
kín rồi nhá. Canh này là năm ngoái mình ghép đây, lên rồi. Đây cái canh này là Tết, ghép Tết. Bây giờ tiếp tục ghép hai cành ngoài này. Xa. Đây là đang ghép cành trong cành ngoài này. Này là mình vừa tiến hành gấp mắt và vừa tiến hành gấp nơ này. Ghép là hơi khó mà con ạ. Đây là thời tiết hơi khô. Mình lợn đang có tải vừa đi qua đấy. Hơi khô, không anh như này nó không có độ ẩm. Con đọc lại cho bác nghe xem là cùng ấy. Không mưa, ghép hơi khô. 80 cân. Đấy. À, xong mất ghép. Con chào con đưa máy cho bố vô quay, dừng đi. Đây nha. Mọi người xem. Mọi người xem vết ghép nhé. Vết ghép. Rồi.